chủ chạy mất rồi. Sếp làm gì giờ này mới đến? Nãy có vụ giật túi, thấy chuyện bất bình, không thể ngủ tiếp. Anh đuổi theo tên cướp. Thế không bắt được không? Tất nhiên là không. Thôi, ông đừng có mồm điếu, ông đừng có bốc phét. 3 giờ sáng đêm qua vẫn còn thấy trong trận gà mồm lên ăn bà giòn. 7 lần bắt cướp. Thằng này láo thật. Kẹo thuyết phục, nói gì cũng tin. Nãy anh gặp 100 thằng cướp. Wow. Một mình anh cân hết. Wow. Sếp đúng là cao thủ. Có gì đâu, 100 thằng anh cho lên bàn cân, tổng là 600-700 cân. Ai ốt mà. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Răng anh cũng vàng vì nhiều cao răng. Anh rất yêu em. Lùng nách nó dài 2 mét đấy. Đẹp trai, lỡ tận ai. Thấy nách nó vàng chưa? Nó đi ỉa, xong chùi bằng nách đấy. Lại đây anh ôm cái nè. Nách nó có răng đấy.